Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận một trường hợp thai phụ 23 tuổi mang thai lần đầu, thai tự nhiên, kết quả siêu âm cho thấy chung một bánh rau, hai buồng ối từ tuần thai thứ 8. Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 16, qua siêu âm chọc ối cũng như thực hiện các xét nghiệm di truyền chuyên sâu khác đã cho thấy hai thai này chung một trứng nhưng có kiểu hình và kiểu gen khác nhau. Đây là trường hợp rất hiếm. Hai thai này thì có một thai phù giới tính nữ và một thai có hình thái bình thường ở giới tính nam, với một thai phù đang sắp lưu rồi và một cái thai nam thì lại bất thường, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của em bé. Tâm lý của gia đình lúc đó là họ quyết định là không giữ thai nữa. Từ cái ca bệnh mới này thì chúng tôi cũng đã rút được kinh nghiệm cho những cái thực hành lâm sàng về sau của chúng tôi, làm sao cho chính xác hơn, toàn diện hơn và phù hợp với từng ca bệnh hơn. Khi có kết quả những ca bệnh như thế này công bố trong giới sản khoa và giới di truyền thì rất có ý nghĩa, sẽ cảnh giác trong chẩn đoán, cẩn thận trong chẩn đoán và trong cả tư vấn cho người bệnh. Không thể nào nhìn thấy một bé trai bé gái xong đó lại lập tức là ô kiểu hình khác nhau thì có lẽ là không phải rồi, người khác chẩn đoán nhầm rồi, đây là song thai khác trứng. Không đâu, vẫn có thể cùng trứng đấy nhưng đột biến đấy, và như vậy nặng đấy, có thể đứa bé sẽ chết đấy, có thể rất nặng nề đấy. Đấy là một cái vấn đề mà người bác sĩ phải biết. Trước đây, các tài liệu y học khẳng định rằng song thai cùng trứng giống nhau hoàn toàn về kiểu gen và kiểu hình. Chính vì thế, các bệnh hy hữu đặc biệt này đã cung cấp một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu và rộng hơn cho ngành di truyền học và ngành sản phụ khoa.